Xin chào quý vị đồng nghiệp ở các đầu cầu. Thì ngày hôm nay, nãy giờ thì mình đã nghe nói về vấn đề đột quỵ mà do tổn thương của cái xơ vữa do động mạch cảnh, động mạch đốt sống cũng như là hình ảnh lâm sàng. Thì bây giờ cái vai trò của can thiệp nội mạch ở trong đối với các bệnh nhân mà đột quỵ não cấp mà có cái tổn thương động mạch cảnh và động mạch đốt sống sẽ như thế nào? Thì theo cái phân loại TOS, năm nguyên nhân của đột quỵ não cấp như chúng ta đã biết á, thì cái nguyên nhân mà tắc mạch cấp mà do cái tắc cho xơ vữa động mạch não lớn nó sẽ chiếm tỷ lệ là khoảng 30-35%. Ở đây là các đồng nghiệp sẽ thấy là tôi để ra một cái hệ thống động mạch nuôi não từ cung động mạch chủ đi thẳng lên trên hệ thống động mạch não. Tại sao lại như vậy? Vì thường khi bắt tay vào can thiệp nội mạch cấp cứu đột quỵ á, thì ban đầu ai cũng nghĩ rằng bệnh nhân bị đột quỵ não cấp là tắc mạch máu não và chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh CTA của mạch máu não để chẩn đoán, nhưng thực sự cái hình ảnh nó không đủ vì nó sẽ bỏ sót đi cái tổn thương. Tổn thương ở đâu? Tổn thương từ cung động mạch chủ đi lên động mạch cảnh chung, động mạch dưới đòn hai bên, động mạch đốt sống hai bên và động mạch cảnh trong, gốc đặc biệt là gốc xuất phát động mạch cảnh trong hai bên là cái vị trí mà thường xảy ra cái hẹp và dẫn đến tình trạng đột quỵ não cấp cho bệnh nhân. Như vậy thì các khuyến cáo đã nói như thế nào về cái vấn đề này? Đầu tiên thì cái guideline của năm 2014 người ta đã nói đến là hẹp vữa xơ động mạch cảnh trong đoạn ngoài sọ hoặc là đoạn hành cảnh thì nó có liên quan với tăng nguy cơ đột quỵ. Như vậy thì đầu tiên á, khi mà mình nói đến cái hẹp động mạch cảnh nó gây ra nguy cơ tăng đột quỵ thì mình sẽ phải lo lắng phòng ngừa, và khi mình thấy có tổn thương hẹp thì mình sẽ phải nghĩ đến việc là điều trị tích cực để phòng ngừa đột quỵ cho bệnh nhân. Tuy nhiên tình huống nào là mình sẽ điều trị và tình huống nào mình không điều trị thì trong guideline của ASA AHA năm 2011 họ đã nhấn mạnh rằng là ba tình huống mà mình tuyệt đối không được điều trị tái thông, đó là trong trường hợp là có cái hẹp xơ vữa mà cái mức độ hẹp là dưới 50%. Thứ hai là trên một bệnh nhân đã có tắc mạn tính động mạch cảnh trong. Và cái thứ ba là trên một bệnh nhân đã bị tàn phế nặng. Tại vì trong ba tình huống này thì cái việc tái thông cho bệnh nhân, tái thông cho bệnh nhân nó sẽ không có giúp đem lại bất kỳ lợi ích gì cho bệnh nhân hết. Tình huống tiếp theo đó là ở guideline, quay trở lại với guideline của ASA AHA năm 2011 là trong tình huống là các tổn thương hẹp động mạch cảnh trong mà không có triệu chứng, mà ở đây là dù ở khoảng 60% là trên hình ảnh mạch máu não hoặc là 70% dựa vào siêu âm, thì cái việc mà điều trị tích cực can thiệp bằng can thiệp nội mạch đó, hoặc là so với lại cái việc điều trị bằng thuốc là điều trị nội khoa thì nó không có ưu thế hơn. Tương tự như vậy đối với các bệnh nhân mà có triệu chứng hay là không có triệu chứng nhưng lại có yếu tố nguy cơ cao thì hiệu quả của cái việc phẫu thuật bóc nội mạc cũng như là cái việc can thiệp tái thông nội mạch cho bệnh nhân cũng hiệu quả thì cũng chưa được xác nhận. Và đến một cái mức độ tiếp theo nữa của một cái tổn thương động mạch cảnh đó chính là tổn thương trên 70% nhưng mà lại không có triệu chứng. Thì ở guideline từ năm 2011 thì người ta đã nói rằng là phẫu thuật bóc nội mạc nó ưu thế hơn là phẫu thuật can thiệp nội mạch. Đặc biệt là ở những cái bệnh nhân lớn tuổi hoặc là những và có những cái nguy cơ như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hoặc là nguy cơ tử vong thấp. Tuy nhiên như lúc nãy cũng đã nói á, là ở những cái bệnh nhân có những cái bệnh nhân đặc biệt khi mà cái giải phẫu học của cái vùng đầu mặt cổ mạch máu nó không có phù hợp với lại can thiệp nội mạch thì trong tình huống này cái việc mà phẫu thuật nội mạc mạch máu nó cũng sẽ ưu thế hơn. Và ngược lại, ở những bệnh nhân mà cái khu vực đầu mặt cổ giống như bệnh nhân hồi nãy đã được điều trị
hoặc xạ trị với lại cái ung thư vòm và cái vùng đầu mặt cổ nó đã xơ xẹo, nó phi khó khăn cho việc phẫu thuật, thì lúc này cái việc can thiệp nội mạch nó sẽ ưu thế. Và ở từ trong guideline năm 2011 người ta cũng nhấn mạnh rằng là đối với các tổn thương của cái hẹp động mạch cảnh trong và đoạn ngoài sọ này, nếu như mà có đi kèm với một cái đột quỵ cơn thoáng thiếu máu não hoặc là đột quỵ thì mà không có chỉ định trong việc tái thông thì nên điều trị can thiệp để tái nội mạch trong vòng 2 tuần cho bệnh nhân hơn là trì hoãn để chờ cho phẫu thuật. Và đến năm 2014 thì khi này người ta khẳng định rằng cái việc tổn thương xơ vữa của hẹp động mạch cảnh trong đoạn ngoài sọ cũng như đoạn hành cảnh nó là yếu tố gây tăng nguy cơ đột quỵ cho bệnh nhân, thì người ta vẫn ưu thế đến cái điều trị nội khoa cho các bệnh nhân có hẹp động mạch cảnh trong đoạn ngoài sọ với cái class 1C. Thứ hai là tổn thương xơ vữa trên 70% thì sẽ xem xét phẫu thuật nội mạc hay là can thiệp nội mạch nếu như có nguy cơ biến cố thấp. Và cái ý này cũng không thay đổi so với cái guideline của năm 2011. Và khi so sánh lợi ích lâu dài với điều trị nội khoa thì cả hai phương pháp này đều chưa có được xác nhận. Và thứ ba là việc tầm soát tổn thương xơ vữa động mạch cảnh mà ở những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ thấp và không triệu chứng là không được khuyến cáo luôn. Có nghĩa là ở class 3C. Và về lại với mục tiêu của bài ngày hôm nay là ở trong tình huống mà cấp cứu thì cái tổn thương trong một cái tổn thương cái can thiệp phẫu thuật bóc nội mạc hay là can thiệp nội mạch mà cho một cái tình huống cấp cứu, và lưu ý là ở đây năm 2018 người ta nói là trong không có cái huyết khối ở cái nội sọ, thì sẽ cho thấy rằng là người ta nói rằng là phẫu thuật nội mạc trong trường hợp có lõi nhồi máu nhỏ hoặc là vùng thiếu máu có nguy cơ lan rộng và có bằng chứng trên lâm sàng hoặc là hình ảnh nhu mô não thì nguyên nhân là do không đủ cung lượng dòng máu đi qua cái vị trí hẹp nặng hoặc là tắc của động mạch cảnh trong, hoặc là sẽ ưu thế cho cái tình huống là có triệu chứng thần kinh khu trú cấp tính sau khi đã mổ bóc nội mạc mà nghi ngờ huyết khối tắc cấp tại vị trí phẫu thuật. Tuy nhiên là ở cái tình huống là bệnh nhân đang có một cái triệu chứng thần kinh khu trú không ổn định như là đột quỵ đang tiến triển thì hiệu quả của việc phẫu thuật nội mạc, phẫu thuật bóc nội mạc chưa được xác định rõ ràng. Và đến năm 2019 thì trên cái nghiên cứu Stratis, đây là một cái nghiên cứu tiến cứu không ngẫu nhiên và trên cái đối tượng bệnh nhân là đột quỵ não cấp và được can thiệp tái thông bằng stent Sorite, đó là stent kéo huyết khối. Thì trong hệ thống nghiên cứu này có 984 bệnh nhân được thu thập từ 55 khu vực, trong đó là có 147 bệnh nhân thì sẽ có tổn thương đa tầng, có nghĩa là vừa tổn thương ở tầng ngoài sọ và tầng nội sọ. Thì việc can thiệp đặt stent động mạch cảnh trong cái quá trình tái thông là có 80 bệnh nhân và không can thiệp đặt stent động mạch cảnh trong quá trình tái thông là 67 bệnh nhân. Thì khi thống kê các bệnh nhân này thì thấy là không có sự khác biệt về tuổi aspect cũng như việc sử dụng LTPA cũng như là cái thang điểm NIS lúc nhập viện, và ghi nhận thời gian từ lúc khởi phát cho đến lúc mà mình đâm kim vào động mạch thì nó ở cái nhóm được can thiệp stent thì ngắn hơn và tỷ lệ rung nhĩ cũng thấp hơn. Thì qua cái nghiên cứu này người ta có kết luận rằng là cái kết cục tốt là cao hơn ở nhóm đặt stent và không có sự khác biệt về tử vong hay xuất huyết gây triệu chứng. Thì cái kết luận này thì có thể nghĩ đến một việc là can thiệp đặt stent cấp cứu tổn thương động mạch cảnh trong đã ngoài sọ trong quá trình tái thông bằng dụng cụ thì có thể được thực hiện với một mức độ an toàn tương tự với việc không đặt stent. Cái thứ hai là can thiệp đặt stent động mạch cảnh trong ở đột quỵ cấp thì có thể cho kết quả tốt hơn, tuy nhiên là vẫn cần phải có thêm nhiều nghiên cứu để khẳng định. Và cái thứ ba, vấn đề thứ ba là hiện tại ngay cả tại Bệnh viện Thống Nhất thì cái việc chỉ định đặt stent chúng tôi chỉ đặt ra khi mà không còn chọn lựa nào khác để đạt được cái dòng chảy TC2B3 cho hệ thống mạch máu não, đặc biệt là tuyệt đối thận trọng đối với các bệnh nhân đã được sử dụng LTPA trong vòng 24 giờ. Thì đây là tiếp theo là các một số tình huống lâm sàng của đầu tiên là bệnh nhân nữ 62 tuổi, bệnh nhân nhập viện là vì liệt nửa người trái, bệnh nhân khởi phát là 1 giờ,
liệt hoàn toàn nửa người bên trái, NIS 13 điểm, bệnh nhân đã được sử dụng ATPA và không hồi phục. Trên hình ảnh CTA thì không thấy được hình ảnh động mạch cảnh trong ở bên phải từ vị trí xuất phát cho đến nền sọ, cũng như không thấy hình ảnh động mạch não giữa đoạn M1. Chúng ta chỉ thấy được một phần của động mạch cảnh trong từ từ đoạn xoang hang cho đến phần đầu của đoạn động mạch não giữa M1 thôi, bên phải. Thì bệnh nhân này khi mà được tiến hành chụp và can thiệp nội mạch thì sẽ thấy là tắc một hình ảnh tắc động gốc của động mạch cảnh trong ở bên phải. Chúng tôi đã tiến hành nong bóng để mở tái thông cái lỗ xuất phát của động mạch cảnh trong bên phải, đồng thời cũng là mở đường để đưa có thể đưa dụng cụ lấy huyết khối lên trên. Sau khi mà tiến hành hút huyết khối để tái thông động mạch não giữa ở bên phải đoạn M1 thì nhìn ảnh động mạch não giữa hoàn toàn không có hình ảnh tổn thương. Như vậy thì cái huyết khối này khả năng sẽ là từ cái tổn thương hẹp nặng động mạch cảnh trong bên phải trôi lên và gây đột quỵ cấp. Bệnh nhân này cũng đã được tiến hành kiểm tra siêu âm tim và cũng không thấy huyết khối vùng tim và không cũng được kiểm tra bằng Holter ECG và cũng không có rung nhĩ. Sau đó bệnh nhân đã được tiến hành nong đặt stent động mạch cảnh trong ở bên phải để giữ được cái dòng chảy qua động mạch cảnh trong bên phải. Cái hình ảnh mà các bạn thấy đây chính là cái dù. Lúc nãy bác sĩ Tường cũng đã đề cập đến cái dù này, thì đây là cái lưới lọc chặn không phải chặn huyết khối mà nó là chính là chặn mảng xơ vữa, và vị trí đặt quy định nó chính là ở động mạch cảnh trong và trước khi xuất phát của động mạch thông sau. Thì khi này như động tác mà đồng nghiệp biết là động mạch hệ thống động mạch não á, từ động mạch cảnh đi lên thì đầu tiên xuất phát sẽ là động mạch thông sau, tiếp theo động mạch mắt, và tiếp nữa là động mạch phân chia động mạch não giữa và động mạch não trước. Chính vì vậy mà cái dù này sẽ được đặt ở vị trí của động mạch cảnh trong và bên dưới vị trí xuất phát của động mạch thông sau, nhằm mục đích là gì? Khi chúng ta tiến hành nong bóng để mở rộng cái lỗ xuất phát của động mạch cảnh trong thì sẽ có một số cái mảng xơ vữa nó sẽ bị bể ra, nó bị vỡ ra và nó có khả năng nó trôi lên trên và gây ra tình trạng tắc những cái mạch máu ở bên trên, mạch máu nhỏ nhưng mà có thể mạch máu lớn nếu như mảng xơ vữa lớn. Và cái dù này nó có tác dụng là nó sẽ chặn không cho những cái mảng xơ vữa đó khi bể ra và trôi lên trên, phòng ngừa cái đột quỵ cho bệnh nhân trong quá trình làm can thiệp. Và sau khi mình làm xong, sau khi mà tiến hành nong đặt stent xong thì mình sẽ rút cái dù này ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Và đây là cái hình ảnh động mạch cảnh trong. Chúng tôi đã tiến hành, sau khi tiến hành nong đặt stent, sau đó bệnh nhân đã phục hồi và ổn định. Tình huống thứ hai là một bệnh nhân nam 53 tuổi, bệnh nhân nhập viện cũng vì liệt nửa người bên trái. Tiền căn thì bản thân là bệnh nhân có tăng huyết áp, đồng thời là bệnh nhân có một cái cơn thiếu máu não thoáng qua và tháng 1 năm 2020, và bệnh nhân này đã được chụp CTA động mạch cảnh não và ghi nhận có một cái hẹp động mạch cảnh trong phải đoạn nền sọ. Thì lâm sàng là bệnh nhân khởi phát 5 giờ, cách nhập viện 5 giờ, liệt nửa người bên trái, thoát ngôn, Lasgo 15 điểm và NIS 7 điểm. Thì trên hình ảnh CTA đầu tiên năm 2011 ở ngay cái mũi tên màu xanh thì các đồng nghiệp có thể thấy là đây là một cái hẹp của động mạch cảnh trong đoạn nền sọ, hẹp cũng tương đối nhiều. Bệnh nhân này đã được điều trị nội khoa và đến tháng 11 năm 2020 thì bệnh nhân bị đột quỵ. Và khi mà vào với chúng tôi là không thấy được cái động mạch cảnh trong, cái đứt hoàn toàn cái động mạch cảnh trong đoạn nền sọ này. Trên hình ảnh DSA thì chúng ta thấy là cái mình có sử dụng cái này. Trên hình ảnh DSA ấy, thì thấy là động mạch cảnh trong mà đoạn nền sọ là có hẹp khít và tắc hoàn toàn một đoạn, thì chúng tôi đã tiến hành nong bóng và tổn thương điều trị cái tổn thương hẹp khít động mạch cảnh trong bên phải gây đột quỵ này. Và đây, và hình cuối cùng ở bên tay phải nó chính là cái hình ảnh mà động mạch cảnh trong đoạn nền sọ mà sau khi mà đã nong bóng, bệnh nhân này sẽ được follow up tiếp theo sau 3 tháng, và sau đó thì cái đoạn động mạch cảnh trong này đã được nong bóng này không có tái hẹp trở lại, và chúng tôi vẫn tiếp tục để tiến hành theo dõi chứ chưa quyết định là đặt stent. Rồi bệnh nhân thứ ba là một bệnh nhân nam 72 tuổi nhập viện là vì chóng mặt. Thì bệnh nhân khởi phát là cách nhập viện 30 phút, bệnh nhân chóng mặt tăng dần.
Và khi nhập vào cấp cứu là bệnh nhân hôn mê Glasgow 6 điểm và đã được cũng được sử dụng là TVA không hồi phục. Thì trên hình ảnh CTA thì có một cái hình ảnh là tắc đỉnh thân nền, đồng thời là không thấy cái lỗ xuất phát của động mạch đốt sống hai bên. Bệnh nhân này bên cạnh nó còn có một cái hẹp nặng dưới động mạch cảnh trong bên phải, nhưng mà vấn đề của bệnh nhân này nhưng mà vấn đề của đột quỵ của bệnh nhân này chúng tôi đánh giá là do tắc đỉnh thân nền chứ không phải là ở cái vấn đề của hẹp nặng của động mạch cảnh trong bên phải, là do cái dòng lên động mạch cảnh trong bên phải và động mạch não giữa động mạch não trước bên phải hai bên vẫn còn khá tốt. Và chúng tôi tiến hành can thiệp nội mạch thì thấy là tắc hoàn toàn, tắc gần như hoàn toàn cái lỗ hẹp tán tắc á, lỗ động mạch đốt sống của hai bên bên phải cũng như bên trái. Tuy nhiên dựa vào hình ảnh thì thấy có vẻ động mạch đốt sống của bên trái nó ưu thế hơn. Đồng thời cái vị trí để can thiệp nó cũng thuận lợi hơn, cho nên chúng tôi tiến hành nâng bóng đi tái thông cái lỗ động mạch đốt sống bên trái để có con đường đi lên xử lý phần huyết khối ở bên tầng trên. Thì khi đi lên được đến tầng trên thì thấy là thân nền là tắc đỉnh thân nền hoàn toàn và chúng tôi tiến hành kéo huyết khối bằng stent. Thì sau khi kéo huyết khối xong thì quý đồng nghiệp cũng thấy là đây động mạch thân nền hoàn toàn không có tổn thương, và cái đột quỵ như vậy thì cái đột quỵ tắc cấp động mạch thân nền này là chủ yếu là do huyết khối là từ tổn thương hẹp nặng động mạch đốt sống cũng như là hẹp nặng dẫn đến bán tắc của lỗ xuất phát động mạch đốt sống hai bên. Cái hình ảnh ở bên tay phải nó chính là cái stent kéo huyết khối và cái cục huyết khối lấy từ cái độc đỉnh của động mạch thân nền. Thì sau đó bệnh nhân đã chúng tôi tiến hành can thiệp nong đặt stent động mạch đốt sống bên trái cho bệnh nhân, và bệnh nhân bây giờ đã đi lại hoàn toàn bình phục. Như vậy thì tóm tắt là cái việc vấn đề sơ vữa mạch máu thì chiếm khoảng 30 đến 35% nguyên nhân gây đột quỵ cấp. Trong đó cái hẹp sơ vữa động mạch cảnh trong đoạn ngoài sọ hay đoạn hành cảnh nó sẽ tăng nguy cơ đột quỵ cấp. Thì đồng thuận đi qua các khuyến cáo từ năm 2011, 2014, 2018 thì đối với đột quỵ cấp năm 2011 thì cái việc can thiệp nội mạch trong vòng 2 tuần thì khuyến cáo cho việc là can thiệp nội mạch trong vòng 2 tuần sau khi đột quỵ hoặc là đột quỵ cấp hoặc là cơn thoáng thiếu máu não. Và đến năm 2018 thì người ta cũng xác nhận là cái hiệu quả của cái phẫu thuật nội mạch cấp cứu cho cái bệnh nhân đột quỵ não cấp thì cũng chưa được xác nhận. Và đối với cái nghiên cứu Stratis năm 2019 thì cái việc đặt stent trong trường hợp cấp cứu thì gần như là có thể được xem xét nếu như việc tái thông bằng dụng cụ không thể đạt được cái TC2B3, và tuy nhiên cũng cần thêm nhiều nghiên cứu cho cái vấn đề đặt stent này. Đối với cái nhóm không triệu chứng và có hẹp trên 70% thì năm 2011 các khuyến cáo đã được xem xét cái phẫu thuật bóc nội mạc ưu thế hơn cái can thiệp nội mạch nếu như cái giải phẫu học không có thuận lợi cho can thiệp nội mạch và ngược lại. Và năm 2014 thì hiệu quả của can thiệp nội mạch lẫn phẫu thuật bóc nội mạc thì chưa được xác nhận hiệu quả hơn so với điều trị nội khoa tối ưu. Và năm 2018 thì người ta đặt ra vấn đề là có thể cân nhắc cái can thiệp nội mạch cũng như là cái việc phẫu thuật bóc nội mạc có thể được sử dụng, có thể được áp dụng cho các bệnh nhân có cái lõi nhồi máu nhỏ có nguy cơ lan rộng, dựa vào hình ảnh lâm sàng không có huyết khối nội sọ hoặc là nghi ngờ có huyết khối tại vị trí mà vừa phẫu thuật nội mạc. Và đối với cái tổn thương hẹp dưới 50% tắc mãn tính và bệnh nhân tàn phế thì sẽ hoàn toàn không có chỉ định của phẫu thuật bóc nội mạc hay là can thiệp nội mạch. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp.